Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vì sao báo nhà nước không đưa tin Việt Nam bỏ phiếu chống loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu khai trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền với các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Theo đó, có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Việt Nam nằm trong số những nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Mỹ để loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Tuy các tờ báo trong nước, trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2022, khi tường thuật về vụ việc này đã không đề cập gì đến lá phiếu chống của Việt Nam. Trao đổi với RFA hôm 8 tháng 4, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại tạp chí Cộng sản, cho biết ý kiến của mình. Nga xâm lược Ukraine như thế, rồi bắn giết dân thường ở Bucha. Vì vậy, khi Việt Nam chống trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền là việc không đúng đắn và bất lợi cho đất nước. Bản thân Việt Nam cũng nhận thức được việc đó, nhưng tình thế phải làm để giữ quan hệ với Nga, cho nên không dám công khai việc đó với dân. Nhưng những người hiểu biết thì người ta biết thừa Việt Nam bỏ phiếu như thế nào. Tôi cũng đọc báo nhà nước thì thấy chỉ đăng quan điểm của Việt Nam tại cuộc họp ấy. Nhưng quan điểm từ trước đến nay cứ nói một đằng lại bỏ phiếu một nẻo nên ngại. Quan điểm lên án như thế nhưng bỏ phiếu ngược lại nên không cho đăng báo. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một tổ chức liên chính phủ trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Đây là tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới mà Nga đang tham gia cho nhiệm kỳ 2021-2023. Đây cũng là lần thứ ba Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hai nghị quyết trước mà Việt Nam đều đã bỏ phiếu trắng là lên án và yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai khi nói với RFA từ Hà Nội hôm 8 tháng 4 cho rằng Việt Nam không cho đăng tin vì muốn che giấu cái xấu của mình. Đây là một trò xảo quyệt để mà che giấu cái xấu của mình đi. Và cũng để ngỏ một cái ý rằng thật lòng tôi không muốn như thế. Nhưng vì một mối quan hệ như thế nào nên buộc phải làm như vậy. Nhưng tôi không đưa tin. Đấy là cách của cái đám xảo quyệt, nhưng mà không che đậy được. Bởi vì bàn tay không thể che đậy mặt trời. Đó là thái độ không đàng hoàng, không đúng và nó không chính nhân quân tử. Cái xấu mà thế giới người ta lên án mà rõ ràng là nó xấu rồi, nó độc ác rồi mà cũng không dám lên tiếng. Trước cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 4 năm 2022, Nga đã cảnh báo những nước bỏ phiếu thuận và bỏ phiếu trắng sẽ bị coi là một cử chỉ không thân thiện và gây ra hậu quả cho quan hệ song phương. Có lẽ vì vậy, báo chí quốc nội do nhà nước Việt Nam kiểm soát khi đưa tin về vụ việc đã không hề đề cập đến lá phiếu của nước nhà. Chỉ có duy nhất Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam đưa tin dẫn lời của ông Đặng Hoàng Giang, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu rằng Việt Nam quan ngại trước ảnh hưởng của chiến sự tại Ukraine đối với người dân. Bác sĩ Đinh Đức Long từ Sài Gòn hôm 8 tháng 4 phân tích rõ hơn với RFA. Tôi nghĩ cái này ai cũng biết, họ giấu hay đưa tin đều có mục đích của họ. Mọi khi họ làm cái gì đều khoe ra, bây giờ thì họ lại giấu đi. Chắc họ ngại, nếu đưa ra thì trái với ý muốn của người dân, đều ghét quân Nga xâm lược. Dư luận người dân là như thế, nên đưa ra cái đấy là bất lợi cho họ. Nhưng không đưa thì người ta cũng biết, vì bây giờ là thông tin mạng xã hội đa chiều. Cho nên tôi nghĩ việc này có chỉ đạo là chắc chắn. Ý của Đảng trái với lòng dân, nên họ không muốn đưa tin. Dù vậy, bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng nếu xét thực tế thì Hà Nội bỏ phiếu chống nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền là có lợi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ông giải thích. Là vì người Nga nói rồi, ai bỏ phiếu trắng hay phiếu chống là nước không thân thiện. Nhưng Việt Nam vẫn cần năng lượng của Nga, cũng như Ấn Độ, Hungary đấy. Cho nên cái gì họ có thể linh hoạt và có lợi thì họ vẫn làm. Vì không có lá phiếu của Việt Nam thì Nga cũng vẫn bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền. Có thêm lá phiếu của Việt Nam thì cũng không thay đổi. Họ đã tính rồi. Nhưng Việt Nam chống thì được lòng Nga, được mua vũ khí, được mua dầu lửa. Trở lại quá khứ khi Việt Nam bị cô lập lúc đánh nhau với Trung Quốc, lúc sang Campuchia thì chỉ có Liên Xô cũ đứng ra bảo vệ Việt Nam. Theo bác sĩ Đinh Đức Long thì đó là một cách mà Việt Nam trả nợ ơn sâu nghĩa nặng đối với Nga. Nhưng thực chất cũng không mất gì trong chuyện này. Ông Long cho rằng đó là ngoại giao cây tre và Việt Nam thủ lợi trong việc này. Còn giáo sư Kylie Taylor từ trường đại học New South Wales nước Úc
khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 8 tháng 4 về lá phiếu chống lại nghị quyết trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Việt Nam vẫn luôn tự hào với vị thế của mình trên trường quốc tế vì là một nhân tố quan trọng. Nhưng nay, bất cứ quốc gia nào phản đối hành vi của Nga thì cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam. Việt Nam đã từng rất thành công trong việc được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an hai lần và được khối các nước châu Á đồng thuận ủng hộ. Nhưng bây giờ thì e rằng sự thuận lợi đó sẽ không còn nữa. Và theo giáo sư Carly Taylor, nếu Việt Nam tiếp tục có những lá phiếu như lần này thì sẽ bị mất thêm sự ủng hộ, bởi vì Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới phương Tây chắc chắn sẽ không hài lòng và sẽ ủng hộ nước khác thay vì Việt Nam. Giáo sư Carly Taylor cho rằng tại sao các nước phương Tây lại phải ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam về phe Nga? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết vì sao báo nhà nước không đưa tin Việt Nam bỏ phiếu chống loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Việt Nam bất ngờ thông báo diễn tập quốc phòng, sân bay đóng cửa, du lịch xáo trộn. Sân bay Phú Cát ở miền Trung Việt Nam đóng cửa và hàng loạt các chuyến bay đi Quy Nhơn kể từ ngày 12 tháng 4 đến 25 tháng 4 phải thay đổi hành trình sau thông báo diễn tập quốc phòng bất ngờ vừa được giới hữu trách Việt Nam công bố trên truyền thông vào ngày 8 tháng 4, chỉ ít ngày trước khi cuộc diễn tập được tiến hành. Giữa bối cảnh quốc gia láng giềng Trung Quốc cũng tổ chức diễn tập và cấm tàu thuyền qua lại ở khu vực Biển Đông sát với Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ giới hữu trách sân bay Phú Cát cho biết họ mới nhận được thông báo về cuộc diễn tập vào ngày 6 tháng 4. Thông báo cho biết cuộc diễn tập bắn đạn thật sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định từ ngày 11 tháng 4 đến 21 tháng 4. Giờ bán trải dài từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm mỗi ngày. Các máy bay hàng không dân dụng không thể cất và hạ cánh trong thời gian có hoạt động bán dài ngày của quân sự, khiến cho tất cả các chuyến bay đi đến Phú Cát cả ngày lẫn đêm trong khoảng thời gian trên đều bị ảnh hưởng. Thông báo đóng cửa 10 ngày của sân bay Phú Cát hiện đang khiến cho các công ty lữ hành và du khách náo loạn, theo tường thuật của Vietnamnet. Tờ báo dẫn lời của ông Đoàn Tuấn, trưởng phòng du lịch trong nước, Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội cho hay, công ty đã nhận được thông báo đóng cửa của sân bay Phú Cát và toàn bộ các chuyến bay đi đến Quy Nhơn, khứ hồi trong giai đoạn đó đã bị hủy. Đại diện doanh nghiệp cho biết họ có các đoàn khách cả trăm người đã đặt vé máy bay, khách sạn và thanh toán trước đó cả tháng. Doanh nghiệp ở Hà Nội bày tỏ lo ngại rằng sự kiện bất ngờ sẽ làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Việt Nam, vốn đang được nỗ lực phục hồi sau tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng thông báo hành trình của tất cả các chuyến bay trong khoảng thời gian trên sẽ thay đổi từ đến đi Quy Nhơn sang đến đi từ Tuy Hòa để tránh các ảnh hưởng của diễn tập. Trước tình hình này, Cảng hàng không Phú Cát thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ngày 7 tháng 4 đã gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, kiến nghị xem xét phối hợp điều chỉnh thời gian diễn tập quân sự nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác sân bay dân dụng. Mặc dù kiến nghị nói diễn tập là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, tăng cường đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia, theo Tuổi Trẻ. Thông tin về cuộc diễn tập được loan đi một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa Biển Đông và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam bằng các hoạt động tập trận và cấm tàu thuyền qua lại. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4, tiếp theo cuộc tập trận trước đó kéo dài từ ngày 4 tháng 3 đến 15 tháng 3 ở Biển Đông, trong khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 4, khi được hỏi Việt Nam sẽ có biện pháp gì tiếp theo sau khi đã giao thiệp với Trung Quốc vào thời điểm đã diễn ra cuộc tập trận trước, nhưng quốc gia láng giềng vẫn tiếp tục tiến hành diễn tập. Phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng nói Việt Nam sẽ tiếp tục giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Việt Nam bất ngờ thông báo diễn tập quốc phòng, sân bay đóng cửa, du lịch xáo trộn do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.